Rồi, Minh Chiến âm thanh bài Bình Định xin chào các bác và anh em yêu âm audio toàn quốc. Sau đây em sẽ giới thiệu và test cho các bác là con dòng Sansui G701, có nghĩa là G7000 nha các bác. Sansui G7000. Con này có công suất là 380W và thiết kế là đàn yên của G8000, có 4 đồng hồ vô cửa hổ tình cửa sổ. Rất là đẹp nha. Con này là về đường chip bay bay, mạch mũi không tì vết hết. Em sẽ có video là que thiết chi tiết em nó cho các bác xem nha. Và giá em nó là 25.500. Và em sẽ test cho các bác nghe. 25.500 bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác nào thích sản phẩm này thì liên hệ cho em nha. Những sản phẩm này rất là hiếm nha. G7000. Dòng này được xuất châu Âu nên có tên là G701, là nó là một model với G7000 nha. Anh em có thể tra khảo lên mạng, tất cả đều y chang nha. Giá bên em bán cho các bác là 25.500. Con này đánh hay hơn 8080db nha. Công suất khỏe hơn luôn, khỏe hơn 80db. Và về trang trí thì hay hơn luôn, đẹp hơn chứ. Xin lỗi bác nha, trang trí thì đẹp hơn, sang trọng không? Sang trọng vì con nó 4 đồng hồ vô. Và xin mời các bác thăm âm nha. Người ơi,